Hello. Nhỏ. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thành Vlog nha mọi người. Có ai ở đây đâu sợ mà lại nhỏ. Mình là Danh đây. Đây là tem anh em mình. Đó. Nhã là ông nội thì không em cho mọi người. Đúng không? Đó ông nội vậy. Nội. Nè, hôm nay mẹ đi trễ nè mọi người. Làm nó vốn cái mọi người. Thì anh trên tay mình là một cái ná nha mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ Nhã có nhắn tin cho anh trong trên trên nhóm là nay vô. Hôm nay mình đâu làm lại em đây. Thì hôm nay mình sẽ có một cái màn trên liên quan đến cây ná nè mọi người, tại vì hàng Nhã nó bắn ná nè mọi người. Lâu lâu vô đây nó ngồi đi giật giật mấy cái ná bắn chạch nó bắn cái gì nữa. Nhã là ná thủ. Nó ná thủ đó mọi người đó. Ná thủ bữa nay mình cho nó báo hữu luôn nè. Đó thì mình sẽ dùng cái ná này và sẽ cho nó mọi người. Còn mọi người muốn biết mình cho nó thế nào để anh em mình set up một cái để nó vô, anh em sẽ cho nó cho mọi người xem nha. Nó ông nội vô cho đúng không mọi người. Ok mọi người, thì anh em cũng đã đặt không quay mọi người. Danh thì chạy vị trí rồi, giờ anh em mình sẽ đợi Nhã chạy vô nha mọi người. Mọi người dùng đập. Ờ, Nhã vô đây nhà Nhã. Vô mặt bây giờ. Cầm ná đi. Nó chân tiền con đường chết hả? Nhã biết bắn rồi, chân thử thấp. Đâu rồi mày thử hết bắn không? Bây giờ mấy tao có để mấy cái chai nước bên đó thấy không? Đó, ở đây chai, đây chai, bên đó chai. Có bia á. Xong mà. Chúng ba chai đó. Có thưởng. Đụng miếng sao đụng vô ba chai đó là có thưởng. Mỗi chai 1-200 ngàn. Quá dễ rồi, anh thấy cưng mất tiền. Còn nếu mà mày hô thì mày chung người tao tao. Chứ không? Tao bắn thì tao trúng một chai tao lấy mày 50 ngàn thôi. Bắn trúng một chai lấy mẹ 50 ngàn thôi. Bắn trúng trả 50 ngàn. Nhã biết bắn mà. Thôi 200, ta đi cá 200 thì trả 250 ngàn. Thôi 200 thì 200. Bắn ghê lắm nha. Nếu mà vô chai bên đây không trúng là trả tao 200 ngàn nha. Này 200 ngàn, 200 ngàn đó. Giờ tao thắng 200 trả 100 thôi chứ. Ở đâu? Thử thách mà tự nhiên kêu tao. Cái mày cá độ rồi. Ok. Chai nóng không? Đúng rồi. Ấm. Nói rồi mà không tin. Thử ra vậy. Đeo bên đây không? Bên đây chứ đi, bên đây chứ nè. Đeo màu xanh không đó không? Ở bên đây nè. Gần cái mít đúng không? Bên đây nè. Gần cái lưỡi không? Bắn con viên cái chúng này trời. Chết bà. Đây còn gì? Vậy là 200 đầu chứ lại này nó trả 100 rồi tao còn lợi 100. Ghê. Ghê. Đi ngu hết đó. Chơi cái này xa à. Chơi nha, coi kỹ nha. Bắn ngắm kỹ nha. Chai nằm ở trên hay là chai dưới nước? Để ở trên á. Kỹ cho bà, thôi không mất tiền nha, thua đó. Là nếu như tao được trúng cái này là tao được 300. Ừ. Tại vì 200 kia tao trúng. Cái này tao hụt. Ừ. Đúng rồi. Là tao bắn 100 là còn 100, mà cái này tao được là được 200. Còn nếu mà mày hụt cái này là quỳ vốn. Ừ, tao hụt này tao quỳ vốn. Nhưng mà thắng là thắng 300. Đúng rồi. Mà bắn kỹ nha. Bắn này xa. Ờ, bắn kỹ nha Nhã. Đi xa quên. Kỹ nha. Chưa mày ơi, chưa trúng mày ơi. Còn một viên nữa nha. Viên gì hoài rồi. Còn một viên này nữa mà, một lần hai viên mà. Bỏ chỗ được hai viên hả? Bỏ chỗ được hai viên. Sao không nói bắn cái đây lại. Đúng rồi. Bỏ chỗ
cái duyên mà hơi xui. Vậy lại còn 200 miên nguyên đó. Tao còn 200. Hết rồi. Để tao bắn chai này lại, tao bắn chai này lại. Bắn chai này hụt lên, anh thua luôn 100. Ừ thì tao thua 100 rồi, chai này tao nói chung là còn 2 lượt. Ok, ok, ok. Nó là 2 viên thì tao còn 2 lượt. Cái đầu quăng á. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đầu quăng á. Rồi lần này hụt nè. Đó, 200 rồi đó. 200 vậy? Còn 100, 100 mày cuối cùng. Rồi con chiến này đến cuối cùng nha. Về cuối cùng luôn. Cuối cùng. Hay để tôi coi coi, nhả bắn cuối cùng đó, từ từ nha. À. Headshot. Ai hả? Dạ. Ủa, dạ rồi. Đâu vậy? Chết rồi. Dạ. Dạ. Có sao không Danh? Đâu hả gì Danh? Ai bắn trúng rồi kìa. Ai bắn trúng vậy vậy? Đâu bắn kìa. Đâu bắn kìa. Đâu bắn kìa. Đâu bắn rồi. Danh. Danh. Ê, nghe mắt anh rồi. Nghe máu kìa. Kìa quá chết mẹ rồi. Máu kìa. Bắn bây giờ không nghe gì trời. Đâu bắn gì vậy? Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Đi vô chào anh coi. Trời ơi, anh ơi. Đâu ơi, anh em ơi. Trời ơi, anh sao không vậy? Đâu luôn kìa. Mày biết rồi. Má có biết rồi. Chốn sao rồi. Má lũng luôn rồi, lũng biết đâu luôn rồi. Lũng kìa. Là trời. Mày, để mày không đó. Trời ơi, con mắt có sao không mà sao đỏ chặt mắt vậy? Trời ơi, không thấy cái chồng luôn rồi, anh hãy coi. Xỉu luôn rồi kìa. Xỉu luôn kìa. Nhanh lên. Nhanh lên. Danh gì đó, đi ngay đây. Nhanh lên, Danh. Nhanh, ngồi. Ra đây, ra đây. Tới mày đó. Má có bị gì mày đã đậu nữa không? Má đã có chú ý đâu, mày làm gì mày. Cái này ghép vô có giết người đúng không? Không có ý đâu. Có ý gì, đi ra đây. Mày làm gì đó. Mày có ý giết người đó. Mày muốn xét nó vậy. Nè, dẹo coi anh coi đó. Không có nè, đừng nói. Nhanh, nhanh. Tao còn đi bệnh viện coi mày làm đi luôn chứ mày. Ủa mày làm rồi mày kêu chở thì bệnh viện gì? Không được, kêu công an vô luôn đi. Tao kêu công an luôn đi. Tại mày đó. Đi. Ra đi ra coi. Nhanh lên, nhanh. Đỡ cho lấy anh. Chở đi bệnh viện hay sao? Tao bị gì rồi? Tao bu lại nó. Mày làm gì? Tao lại nó coi có sao không? Có gì vậy? Đã vậy rồi có sao gì nữa? Má điện công an xài. Cái này tôi không biết gì chứ. Hãy đi đâu hả? Nãy giờ đâu có vụ. Tao để tao chịu. Lại anh bu lại anh ngáo hả? Mày đi ra mày làm gì vậy? Có gì tao chịu cho mày khỏi nơi. Có gì tao chịu cho mày khỏi nơi. Ôi, anh ơi, mày làm rồi mày kêu tao chịu cái gì? Danh, Danh ơi. Danh, Danh ơi. Danh, Danh, Danh. Đi bệnh viện nha. Danh. Danh. Em dẫn anh đi bệnh viện Danh. 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 Trời ơi trời. Trời trời. Trời trời. Trời trời. Trời trời. Trời trời. Giặt ta vì tình anh ném ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng.
À, ra là mày thăm ngàn, thăm ngàn, kẹp ngàn thăm ngàn. Lấy vợ lên nhanh. Lấy vợ lên nhanh. Lấy vợ lên chở, lên chở đi bệnh viện nha nè. Thích mẹ rồi. Ok không? Lắm. Ok không? Good job. Đó là thành công mọi người, đó là ok. Nhưng mà mình hước gần tiếng luôn rồi. Tới rồi. Xíu kìa. Rồi, vô đây nè. Vô đây không dán xíu rồi. Vô không dán xíu rồi. Kìa, kìa. Mày chè cơ mày bóp không? Kìa. Cảm giác sao kìa, anh bị vậy vậy? Quảng hậu chơi chứ sao, bắn vô đầu ta chứ không sao. Đấy, đâu này còn hẹo nè. Nãy nó xỉu đưa bà không đúng mía, lỏng le. Hai ba cưng. Hai ba nè, hai ba cưng. Trả đâu nghe 100 ngàn nha. Trả trăm như mặt ngày á. Tùy gì nữa. Trả cược, trả cược. Chơi không chơi cái độ nha, chơi không được dùng tiền bạc dụ dỗ ta. Vậy thôi, vậy thôi. Mặt mày anh kìa. Hả, bị dụ 1 triệu bạc đó. Mày anh kìa bái. Đây, đây. Anh định mặt đó làm kìa. Ôi, ôi mà mày vô duyên nha, mày nói gì vậy? Cảm ơn mọi người đã xem hết màn trên của mấy anh em mình dành cho Nhã mọi người. Và cái câu mà mọi người thường hay nói Nhã là ông nội gì không dám cho Nhã là ông nội gì. Bữa nay nó muốn tai biến nha mấy tụi mình mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy màn trên này hay mới bấm like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình để đạt được 1 triệu sub để làm nhiều video hay hơn nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.